Trải qua hơn 40 năm, nghề đan lưới khởi đầu từ một nhóm người dân miền Trung di cư vào Nam lập nghiệp từ năm 1977. Đến đây, nghề đan lưới Thơm Rơm quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã phát triển thành một làng nghề được nhiều người biết đến. Nghề đan lưới Thơm Rơm đã giúp nhiều gia đình ăn nên làm ra. Là một trong những hộ đầu tiên mang nghề lưới từ quê vào Nam, gia đình ông Nguyễn Văn Sô bắt đầu kinh doanh lưới từ năm 1980 cho đến hôm nay. Cũng nhờ nghề lưới, ông đã nuôi 5 người con ăn học thành tài. Thấy vùng này là cá nhiều, gạo nhiều. Nên trước khi vô là ở ngoài kia cũng chuẩn bị rồi. Một ba tay lưới ở người quê. Mà lưới lúc đó là lưới nó rất đắt hết. Đó, người mua bán ba cái lưới cụ đó. Thì đem đây vô răng. Nhưng mà răng thì dính quá nhiều đấy. Thành lượng dân ở đây người ta mới thấy như vậy, thấy rồi mới mua lúc nào mua quá nhiều, không có hàng mà bán, đi ra ngoài kia rồi, ra ngoài kia mới học cách đánh đường lưới, rồi mua ba lưới cụ đem vô, đem vô từng lô là từng người ta mua từng đoạn hết trơn. Là một trong những người di cư vào Nam năm ấy, đối với ông Hồ Khắc Thành, chủ tiệm lưới Thành Loan, nghề lưới chính là một cơ hội lớn đã giúp ông vượt qua những năm tháng cơ cực khi xưa. Dùng ngoài đó là bão lụt liên miên, cho nên không có làm gì được, cho nên mình đâu có bám trụ được, cho nên phải bỏ quê hương ra lên vô đây làm, thấy trong này sung sướng quá. Chỉ có sống nghề lưới chứ là chỉ có là bám theo nó là làm thôi. Nói tóm lại ở đây thì nó con cái thì nó cũng học tới nơi tới chốn hết. Hiện nay làng nghề đan lưới Thơm Rơm có khoảng 40 hộ sản xuất chính và khoảng 200 hộ gia công, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định. Tại vì xưa ở đây chị em đồ làm, ở đây người ta làm ngày không à, rồi mình học. Nhiều khi vô mùa thì có lưới nhiều thì mình giật có tiền nhiều. Ta đem lại 100 đầu thì mình thấy được 150 ngàn, thì mình không có làm xong, mà đi cũng đi màn việc này việc nọ. Sáng thì nấu cơm ăn rồi làm rồi cái rồi tới chiều có làm cái gì đi làm, rồi không có thì ngồi luôn. Theo mày nói không, mình đâu có tiền bạc gì đâu, mình làm cái này cũng có tiền. Đối với vùng sông nước miền Tây, làng nghề đan lưới Thơm Rơm rất cần thiết, không những phục vụ cho người dân đánh bắt thủy sản mà còn tạo nét đẹp truyền thống, lưu giữ và phát triển làng nghề theo những mùa nước đầy dơi.